Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại du lịch điểm du lịch cộng đồng The Rye Farm. Đó, thì mình đến đây vào một buổi chiều, không phải chiều mà trưa. Đó, thì muốn đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh một địa điểm du lịch cộng đồng khá là hot tại Bạc Liêu trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây ha. Đó, đây em sẽ đi chia sẻ tất tần tật những cái điểm nổi bật của The Rye Farm cho quý cô chú anh chị và các bạn gần xa biết thêm được cái địa điểm mới nổi này của Bạc Liêu nha. Thì địa điểm này nằm phía sau bệnh viện đa khoa Thanh Vũ cơ sở 2, nằm trên đường tránh quốc lộ nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì nếu mà quý cô chú anh chị nào các bạn đi từ tuyến đường Nhân Phú thì sẽ ôm cái dòng xây ngã năm chạy về hướng đi cầu Sạch đó, đi Giá Gai đó, và tới bệnh viện Thanh Vũ cơ sở 2 thì mọi người sẽ không đi vào bên trong mà sẽ chạy theo hướng tay trái đi vào. Thì em có chia sẻ cái video hướng dẫn cái đường đi đến, thì quý cô chú anh chị và các bạn đang được nhìn thấy đó. Đây là những cái bông hoa để trang trí vào dịp Tết này, rất nhiều bông hoa dạng thọ hai màu, có màu cam và màu vàng ha, rất là đẹp. Bông nào bông đấy như cái chén nước mắm vậy đó, bự bự không. Còn bên đây là vườn sao nhái nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. À, đây là một cánh đồng lúa đang chỗ bông nè. Vài tháng nữa thì ngã vàng hết thì rất là đẹp luôn. Đó, đây là toàn cảnh của The Rye Farm nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, theo một cái mô hình cắm trại đó. Thì buổi trưa thì ở đây tương đối nóng, nắng, nên đa số các bạn trẻ và các gia đình thường đưa con em mình đến đây vào buổi chiều mát, sẽ có những bức ảnh đẹp chụp hình rất là tuyệt vời luôn. Buổi tối thì lên đèn rất là lung linh luôn. Rồi vào những cái dịp Tết này nè, nếu mà quý cô chú anh chị nào đi du xuân thì có thể đến đây để trải nghiệm chụp những tấm ảnh Tết ở đây rất là đẹp ha, có những cái trang trí cảnh rất là đẹp luôn. Thì em xin nói về cái phí tham quan tại The Rye Farm nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì The Rye Farm miễn phí hoàn toàn vé tham quan cho tất cả quý cô chú anh chị nào mà khi đến với vườn, đến với điểm du lịch cộng đồng The Rye Farm nha, miễn phí cả giữ xe luôn nha. Nên vào đây thì trải nghiệm tham quan thì không có tốn bất cứ cái giá vé nào. Bên trong thì có bán đồ ăn nhanh và nước uống, thì lúc đó thì anh chị nào muốn ăn và muốn uống gì thì mua thôi, còn không thì miễn phí hoàn toàn ha.
Đây là quý cô chú anh chị và các bạn, đây là có một vườn bắp nè ha, đang ra trái cũng khá là nhiều nè. Đó. À, sau này mà nếu mà khi quý cô chú anh chị nào đến để trải nghiệm thì có thể hái bắp luôn. Đó. Rất là vui. Đây. Cái bắp đã ra to to rồi. Rất là nhiều bắp ở đây. Đi men theo con đường của ruộng lúa như thế này nè thì mọi người có thể thấy được cánh đồng ruộng lúa đang chĩu bông nè, bông rất là nặng hạt, và kế bên là vườn hoa hướng dương, đó bông đang ra gật gỡ luôn, bông nào bông nấy to to không, đang hướng về hướng mặt trời nha quý cô chú anh chị và các bạn, đó rất là đẹp luôn, cả một đường hàng dài. Vào dịp Tết này mà quý cô chú anh chị nào mà thích chụp hình với hoa hướng dương thì đến đây ok luôn, đó nhiều bông lắm, cả một đường dài đẹp lắm, bông to to không. Đây có chiếc cầu khỉ nè, để cho quý cô chú anh chị nào thích đi cầu khỉ hoặc thích chụp hình đi cầu khỉ có thể chụp hình ha. Đó. Thì có một vườn dưa hấu khá là nhiều các bạn, khi mà đến đây thì mọi người có thể trải nghiệm được hái dưa hấu tại vườn và ăn tại vườn luôn, rất là thú vị ha, tự mình lựa được những trái dưa hấu ngon ngọt tùy theo sở thích của mình, bự nhỏ to lớn đều có hết, thì hái vào và sẽ ăn tại vườn luôn cũng được ha. Đó. Xung quanh The Rye Farm là những cánh đồng ruộng lúa bát ngát luôn, đang là một màu xanh rất là đẹp. Xung quanh đều có những cái vườn bông, vườn hoa rất là lung linh luôn. Đây, vườn hoa nhãn thọ. Xung quanh The Rye Farm thì buổi chiều tối sẽ lên đèn rất là lung linh nha, rất nhiều đèn được treo dọc theo The Rye Farm. Đây có dạng mốp nè quý cô chú anh chị và các bạn, đó trái cũng khá là to rồi nè, em thấy ở trong kia đã thu hoạch một mớ rồi để bán cho quý cô chú anh chị nào mà đến đây có thể mua. Đây là mớp tại vườn luôn ha, dưa hấu tại vườn, mớp tại vườn. Lúa ở đây đã chỗ bông rất là nặng luôn rồi nè, đó, nặng hạt rồi. Đây có một bến thuyền để cho quý cô chú anh chị nào thích bơi thuyền thì có thể xuống bơi tại đây ha. Đó, có một chiếc thuyền, bến thuyền ở đây. Ngồi ở đây có thể câu cá, cá ở đây nhiều lắm quý cô chú anh chị và các bạn. Cá cá đồng luôn á, cá rô, cá rô và cá phi. Cá lóc cũng có nhưng mà chắc hiếm câu có, nhưng mà cá rô. Hôm trước thì em đến đây thấy một bạn câu cá thùng cá rô luôn á. Đó. Dọc theo tuyến đường thì có trồng bông sao nhái nè. Hồi trước thì cách đây chẳng khoảng một hơn nửa tháng thôi thì ở đây có một vàng hoa hướng dương, nhưng mà đã giống như là đã chỗ bông hết rồi, đã tàn, nên bên The Rye Farm đã chặt bỏ nè quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, chặt bỏ chân ha. Bên kia cũng vậy, bây giờ đang trồng lại cái bông mới, không biết bông gì. Đó, bến thuyền đây nữa. Có những cái chỗ như thế này nè, rất là mát mẻ để cho một số bạn trẻ thích câu cá có thể lại đây
ngồi câu cá hóng gió tuyệt vời luôn. Đây rất là mát mẻ dưới một tán cây đó, ngồi đây uống nước câu cá, ngồi từ sáng tới chiều cũng được. Mát lắm đó. Những cái lồng đèn treo giữa con kênh này nè đã phai màu hết trơn, đã hư hỏng hết trơn. Hồi lúc mới khai trương thì treo lên màu đỏ đẹp lắm, rất là tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ thì kiểu như nắng mưa, không có mưa nhưng mà có nắng, nó mau phai màu lắm. Tại những cái lồng đèn nó bằng giấy đó quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, dọc theo những cái ruộng lúa có trồng những hoa sao nhái kìa, chỗ bông nhìn đẹp quá. Thì theo cái chia sẻ của anh chủ cái Dry Farm á, thì anh sẽ hoàn thiện từ từ nha, sẽ có những cái có thêm những cái dịch vụ, những cái trang trí, những cái mô hình sẽ hoàn thiện từ từ, sau này sẽ phục vụ cho tất cả quý cô chú anh chị nào khi mà đến tham quan Dry Farm sẽ được trải nghiệm ha. Đó. Thì ở đây giống như chỗ này nè, sẽ sau này sẽ có thêm một cái chòi chẳng hạn đó, có những cái trụ xi măng sẵn đó nè đó. Còn đi thẳng theo cái hướng này nè quý cô chú anh chị, đi thẳng nè, đi thẳng ra sau đó là một cái vườn dưa hấu trải nghiệm của Dry Farm. Thì khi mà lâu lâu thì bên Dry Farm sẽ tổ chức những cái ngày để cho quý cô chú anh chị nào khi mà đến với Dry Farm để trải nghiệm hái dưa hấu và ăn dưa hấu tại vườn luôn ha. Đó, đi thẳng lên có một vườn dưa hấu cũng khá là to, khá là nhiều. Thì hôm trước em đã có đến đây để trải nghiệm rồi đó, bây giờ đây, em sẽ đi qua phía bên kia. Đây có một cái cầu nè. Lúc này thì nước ở dưới kênh hơi cạn nha quý cô chú anh chị các bạn, do đang các ruộng lúa đang bơm nước vào ruộng á, nên mực nước ở đây hơi cạn đó. Đang bơm kìa, chỗ đó đang bơm luôn, bơm nước vào trong ruộng lúa nên mực nước của kênh hơi cạn. Ngoài vườn hoa sao nhái thì cũng có một dãy đường hoa 10 giờ đó, thì khoảng gần 8-9 giờ thì sẽ nở rộ nè, rất là đẹp luôn. Hiện tại nó vẫn còn đang nở nè quý cô chú anh chị và các bạn đó, dài lên phía trên luôn. Ở đây theo em được biết thì sẽ là mô hình ẩm thực ở đây đó, đang xây dựng luôn, chưa có hoàn thiện đó ha. Có làm một cái nắp thang lên thiên đàng nữa kìa đó, đang xây dựng chưa xong đó. Thì em sẽ cố gắng cập nhật thật nhiều những hình ảnh về các điểm du lịch, các khu du lịch cộng đồng, khu du lịch sinh thái để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Những người không có được biết nhiều và đi nhiều như em thì em sẽ chia sẻ hết để cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo những cái địa điểm đó. Nếu mà thấy ok, thấy hợp và thấy thích thì có thể đến tham quan và trải nghiệm ha. Đây, một chỗ để nữa sẽ diễn ra ẩm thực, ngồi bên cánh đồng ruộng lúa nè, bát ngát luôn, rất là thích nè, không? Gió mát lắm đó, lúa ở trên cao mà nhìn xuống thì rất là tuyệt vời luôn, thẳng phát có mùi thơm của lúa quý cô chú anh chị các bạn, rất là thích, thơm lắm. Kêu hoàn thiện chỗ này mát lắm.
Rồi, gần như em đã chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem gần như là đầy đủ hình ảnh của Dorai Farm, một điểm du lịch cộng đồng khá là hot hiện tại ở Bạc Liêu nha. Thì nếu mà trong dịp Tết này, quý cô chú anh chị nào, các bạn nào mà chưa có địa điểm tham quan du lịch thì có thể đến đây để trải nghiệm và có thể có những cái hình ảnh đẹp tại Dorai Farm. Rồi, đến đây em xin kết thúc video này đây. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.